Xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy nghiền bột, một cái máy nghiền thính, nghiền gạo siêu mịn luôn. Đây là một cái máy được làm hoàn toàn bằng inox 304. Và bây giờ là chúng tôi đang thử test cái máy này tại xưởng sản xuất ạ. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua những cái máy nghiền bột siêu mịn như này thì liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0918889768 hoặc là số 0908312438, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Các bạn nhìn thấy là bột khi mà đã nghiền xong siêu mịn luôn. Bây giờ là chúng tôi tháo ra này. Đây là 2 kg gạo, 2 kg gạo là chúng tôi thử cái máy nghiền bột này, rất là mịn, sờ vào mát tay luôn đấy. Nếu như các bạn có nhu cầu thì liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.